Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học cung chứa góc. Vậy thì cung chứa góc là gì? Và bài tập này thì có ứng dụng gì trong giải toán của chúng ta? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần 1 nhỏ, đó là bài toán quỹ tích cung chứa góc. Ở đây cả bài này thì người ta sẽ dùng để chứng minh bài toán sau này. Cho đoạn thẳng AB và góc alpha. Alpha là một góc từ 0 đến 180 độ. Chúng ta cần phải tìm quỹ tích các điểm M thỏa mãn góc AMB bằng alpha. Tức là bài này người ta cho trước một đoạn thẳng này và cho trước một góc nào đó này. Người ta yêu cầu chúng ta đi tìm một điểm M sao cho M nó nhìn góc, nhìn cái cạnh AB dưới một góc alpha. Chúng ta hiểu từ quỹ tích ở đây là gì nhỉ? Quỹ tích tức là chúng ta cần phải tìm tập hợp tất cả các điểm M mà thỏa mãn điều kiện này. Đấy. Thì bài toán này là bài toán mấu chốt trong buổi học ngày hôm nay. Chúng ta cần trả lời cho câu hỏi này. Thì người ta đã chứng minh được rằng với một đoạn AB và một góc alpha cho trước thì quỹ tích điểm M thỏa mãn góc AMB bằng alpha là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB. Hình vẽ minh họa nó sẽ như sau. Đây là đoạn AB cho trước này. Chúng ta cần tìm điểm M sao cho góc AMB bằng alpha. Thì khi đó bằng thực nghiệm và bằng chứng minh thì người ta đã chỉ ra được chúng ta sẽ có hai cái cung mà thỏa mãn như vậy. Đấy là cung AB như thế này và một cung AB ở dưới. Hai cái cung này có một điều đặc biệt, đấy là mỗi một điểm nằm trên đó, chẳng hạn cô lấy điểm bất kỳ này, một điểm M bất kỳ nằm trên cung này, thì nó đều nhìn alpha dưới một góc, đều nhìn AB dưới một góc là alpha. Hai cái cung như này người ta gọi đó là hai cung chứa góc alpha. Và chúng ta để ý rằng hai cung này có một điều đặc biệt, đó là hai cung đối xứng nhau qua đường thẳng AB. Đấy, thì đây là một trong những cái kết luận rất quan trọng để về sau khi làm bài toán quỹ tích thì chúng ta có thể áp dụng được kết luận này mà chúng ta không cần chứng minh lại nữa. Bài toán quỹ tích thì thông thường nó sẽ là một câu hỏi khó trong một bài hình học tổng hợp. Nên thường những bạn nào mà muốn lấy điểm 10 môn toán thì thông thường các bạn hay học kỹ bài toán quỹ tích này cho cô. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 2 nhỏ, đấy là cách giải bài toán quỹ tích. Để giải được một bài toán quỹ tích thì chúng ta cần phải chứng minh hai phần. Chẳng hạn như bài toán quỹ tích của chúng ta là đi tìm một điểm M thỏa mãn một tính chất T nào đó. Thì bước đầu tiên là chúng ta phải đi dự đoán nhé. Các bạn sẽ dự đoán là điểm M đó sẽ thuộc hình H nào đó. Sau đó thì chúng ta đi chứng minh và các bạn chứng minh theo hai phần. Phần đầu tiên là phần thuận. Phần thuận thì các bạn phải chứng minh mọi điểm có tính chất T đều thuộc vào hình H. Và phần thứ hai là phần đảo, các bạn phải chứng minh mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T. Chẳng hạn như áp dụng với bài toán đầu tiên này, thì để chỉ ra được tập hợp điểm M hay là quỹ tích điểm M là hai cung tròn thì các bạn phải làm hai việc. Việc thứ nhất đấy là các bạn chỉ ra điểm M nó thuộc vào hình này thì nó sẽ nhìn góc, nhìn cạnh AB dưới góc alpha. Đấy là phần thuận này. Còn phần đảo là các bạn phải chứng minh là mọi điểm M nằm trên hai cái cung này thì đều nhìn AB dưới góc alpha. Đấy, có hai phần. Bây giờ thì để có thể các bạn hình dung rõ hơn thì cô sẽ đến với một ví dụ sau. Cũng là hệ quả luôn. Đấy là quỹ tích các điểm nhìn cạnh AB cho trước một góc 90 độ là đường tròn đường kính AB. Ở đây thì nếu như chúng ta áp dụng luôn cái kết quả của phần 1 thì chúng ta cũng suy ra ngay được cái này. Còn có một cách nữa để chứng minh, đấy là các bạn sẽ dùng cách chứng minh như bình thường. Thì ở đây nếu như mà dùng kết quả của phần 1 thì chúng ta chỉ làm trong một dòng thôi, chúng ta kết luận. Nhưng bây giờ cô sẽ chứng minh theo cách bình thường nhé. Đấy là chứng minh theo hai phần, phần thuận và phần đảo. Chứng minh này. Bây giờ chúng ta cần, chẳng hạn cần tìm một điểm M nhìn AB cho trước một góc 90 độ. Chúng ta xem là quỹ tích điểm M là điểm nào. Thì chúng ta có hai phần, phần thuận. Phần thuận là chúng ta đi chứng minh quỹ tích điểm M nó chính là đường tròn đường kính AB. Tức là mọi điểm có tính chất là nhìn AB dưới một góc 90 độ thì đều thuộc cái đường kính này. Phần thuận. Cô giả sử góc AMB của chúng ta
bằng 90 độ. Khi đó thì tam giác AMB sẽ là tam giác vuông. Ở đây cô sẽ vẽ hình minh họa này. Đây là tam giác AMB. Nó sẽ là tam giác vuông. Mà tam giác vuông thì sẽ có tính chất là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. Cô sẽ gọi O là trung điểm của AB chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có tính chất là đường trung tuyến MO sẽ bằng nửa của cạnh AB. Thì từ đó chúng ta suy ra MO bằng AO và bằng OB. Suy ra tam giác ABM vuông suy ra OM bằng OA bằng OB. Mà nếu như mà OM bằng OA bằng OB thì chứng tỏ M sẽ thuộc vào đường tròn đường kính AB. Tại vì ba điểm này bằng nhau này, tức là ba điểm này cách đều điểm O thì nó phải thuộc vào đường tròn đường kính AB. Suy ra M thuộc vào đường tròn đường kính AB. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong phần thuận này. Nếu như điểm M mà nhìn cạnh AB dưới một góc vuông thì nó sẽ thuộc vào đường tròn đường kính AB. Thế còn phần đảo, phần đảo thì ngược lại này. Nếu như chúng ta có M thuộc đường tròn đường kính AB, chúng ta phải suy ra góc AMB là góc vuông. Bây giờ cô giả sử M thuộc đường tròn đường kính AB. Khi đó thì góc AMB của chúng ta sẽ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Chúng ta có tính chất là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn sẽ là góc vuông. Suy ra góc AMB vuông. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong được hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta đã chứng minh rằng một điểm M mà có tính chất nó nhìn cạnh AB dưới một góc 90 độ thì nó sẽ thuộc đường tròn đường kính AB. Và phần đảo là một điểm M thuộc đường tròn đường kính AB thì nó sẽ có số đo bằng, thì cái góc AMB này sẽ bằng 90 độ. Như vậy thì chúng ta đã chứng minh được bài toán quỹ tích, đó là quỹ tích các điểm M nhìn AB cho trước một góc 90 độ chính là đường tròn đường kính AB. Về sau thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ quả này một cách là không cần chứng minh nữa. Nó sẽ như là một định lý rồi. Về sau các bạn chỉ cần thấy đề bài yêu cầu là tìm điểm mà nhìn một cạnh cho trước dưới một góc vuông thì các bạn có thể kết luận luôn quỹ tích điểm đó chính là đường tròn đường kính AB. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần 4 nhỏ bài tập. Bài tập đầu tiên, dựng một cung chứa góc 55 độ trên đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Vậy thì để dựng một cung chứa góc thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm các bước sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ dựng ngay đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Ở đây cô có đoạn thẳng AB này. Trong vở thì các bạn có thể vẽ chính xác AB bằng 3 cm, còn trên bảng thì cô sẽ vẽ như thế này. Tiếp theo cô sẽ vẽ một đường thẳng, một tia AX đi qua A và tạo với AB một góc 55 độ. Tia AX đi qua A và tạo với AB một góc 55 độ. Tiếp theo cô sẽ vẽ một đường thẳng
đi qua A và vuông góc với tia x. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với tia x. Sau đó cô vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Đường thẳng này cắt đường thẳng mà chúng ta vừa vẽ tại điểm O. Đường trung trực của AB này cắt tại điểm O. Sau đó cô đi vẽ đường tròn đường bán kính OA. Cô vẽ một cái cung tròn như thế này, có bán kính là OA. Khi đó cung tròn này chính là cung chứa góc mà chúng ta cần dựng. Cung này chính là cung chứa góc 55 độ và dựng trên đoạn AB bằng 3 cm. Bây giờ cô sẽ viết các bước dựng hình và sau đó cô chứng minh cái cung này chính là cung mà chúng ta cần dựng. Chúng ta lưu ý rằng một bài toán dựng hình thì bao giờ cũng có hai phần. Phần đầu tiên chính là phần dựng hình này. Dựng hình thì chúng ta sẽ dựng y như cách mà cô đã vẽ. Thứ nhất là chúng ta dựng đoạn AB bằng 3 cm. Thứ nhất, vẽ đoạn AB bằng 3 cm. Thứ hai, chúng ta vẽ tia AX sao cho góc BAX bằng 55 độ. Vẽ tia AX sao cho góc BAX bằng 55 độ. Tiếp theo chúng ta vẽ đường thẳng D đi qua A và vuông góc với tia AX. Vẽ đường thẳng D này qua A và vuông góc với AX. Bước tiếp theo chúng ta vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Đường thẳng này cắt đường thẳng D của chúng ta này. Đường trung trực cắt đường thẳng D tại điểm O. Vẽ trung trực của AB. Sau đó cô gọi O là giao của D và đường trung trực. Ở đây cô ký hiệu là delta đi cho dễ gọi. Trung trực của AB cô ký hiệu là delta. Sau đó cô gọi O là giao của D và delta. D giao với delta tại điểm O. Sau đó chúng ta vẽ cung tròn tâm O bán kính OA. Khi đó thì cung tròn này chính là cung chứa góc 55 độ. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nhé. Chứng minh cái cung tròn này chính là cung chứa góc 55 độ. Tức là chúng ta phải đi chứng minh mọi điểm nằm trên cung tròn này thì đều nhìn AB dưới một góc 55 độ. Chẳng hạn cô lấy một điểm M bất kỳ thuộc vào cung tròn mà chúng ta vừa vẽ, chúng ta cần chứng minh góc AMB bằng 55 độ. Bước thứ hai của bài toán là chúng ta đi chứng minh này.
chúng ta thấy như sau. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái đường tròn bán kính là OA. Ta có bán kính OA thì vuông góc với tia AX. Một tia này mà vuông góc với bán kính lại đi qua một điểm của đường tròn thì chứng tỏ tia đấy phải là tiếp tuyến của đường tròn. Chúng ta có thể chứng minh được ngay AX chính là tiếp tuyến tạ A của đường tròn tâm O. Vì này, AX vuông góc với OA theo cách dựng. Suy ra AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Khi đó thì cái góc AB và tia AX nó sẽ là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Mặt khác thì chúng ta có như sau này. Góc AMB lại là góc nội tiếp chắn cung AB. Và chúng ta nhớ cái hệ quả đấy là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì sẽ bằng góc nội tiếp cùng chắn một cung. Do đó chúng ta cũng có góc AMB bằng 55 độ. Và đây chính là điều phải chứng minh. Ta có góc BAX là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Còn góc AMB là góc nội tiếp chắn cung AB. AMB là góc nội tiếp chắn cung AB. Từ hai điều này thì chúng ta suy ra ngay. Góc AMB phải bằng góc BAX và bằng 55 độ. Tức là chúng ta đã chứng minh được mọi điểm nằm trên cung tròn này thì đều nhìn AB dưới một góc 55 độ. Tức là cái cung của chúng ta chính là cung chứa góc 55 độ và đây chính là điều phải chứng minh. Suy ra điều phải chứng minh. Các bạn có thể ghi giúp cô trong vở là suy ra cung AB chính là cung chứa góc 55 độ và đó chính là điều phải chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ hai. Cho hình thoi ABCD có cạnh AB là cố định. Tìm quỹ tích các giao điểm O của hai đường chéo. Ở đây cô đã vẽ một hình thoi ABCD này. O của chúng ta là giao của hai đường chéo AC và BD. Người ta yêu cầu chúng ta tìm quỹ tích của điểm O khi biết rằng cạnh AB là cố định này. Tức là CD thì có thể thay đổi, dẫn đến là O cũng sẽ thay đổi như thế nào đó. Và người ta yêu cầu chúng ta là tìm quỹ tích điểm O. Bây giờ chúng ta nhận thấy như sau. Trong một hình thoi thì bao giờ hai đường chéo cũng vuông góc với nhau. Tức là góc O này sẽ là góc vuông. Chứng tỏ rằng điểm O luôn luôn nhìn cạnh AB cố định dưới một góc vuông. Mà theo hệ quả của chúng ta thì nếu một điểm mà nhìn một cạnh cố định dưới một góc vuông thì điểm đó sẽ nằm trên đường tròn đường kính AB. Vì đây là bài toán quỹ tích nên chúng ta cũng phải chia làm hai phần để chứng minh. Thứ nhất là phần thuận. Phần thuận thì cô có này. Vì ABCD là hình thoi suy ra hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. AC vuông góc với BD suy ra góc AOB bằng 90 độ. Từ đây suy ra điểm O sẽ thuộc vào đường tròn đường kính AB. Như vậy là chúng ta chứng minh được xong phần thuận này. Tức là mọi điểm O là giao của hai đường chéo thì O sẽ thuộc vào đường tròn đường kính AB. Thế còn phần đảo của chúng ta sẽ là
Chứng minh nếu như điểm O thuộc đường tròn đường kính AB thì O sẽ là giao của hai đường chéo. Phần đạo này. Phần đạo là ta giả sử O thuộc vào đường tròn đường kính AB. Nếu như O thuộc đường tròn đường kính AB thì rõ ràng góc O, góc AOB của chúng ta sẽ là góc vuông vì nó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Suy ra góc AOB bằng 90 độ vì góc này là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Tiếp theo này, cái phần đảo của chúng ta thì chúng ta mới chỉ có đoạn thẳng AB là cố định thế này, mới chỉ có điểm O thuộc đường tròn đường kính AB thôi, chưa có điểm C và điểm D. Khi đó thì chúng ta sẽ phải tạo ra điểm C và điểm D. Thì chúng ta thấy rằng điểm C chẳng qua nó được tạo ra bằng cách là lấy đối xứng điểm A qua O, đúng không? Lấy C là điểm đối xứng với A qua O. Tương tự như thế này, B là điểm, cô xin lỗi, D là điểm đối xứng với B qua O. Trong phần đảo này chúng ta mới có A, B và O đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra điểm C bằng cách chúng ta lấy đối xứng điểm A qua O thì nó sẽ ra điểm C này. Lấy đối xứng điểm B qua O thì sẽ ra điểm D. Khi đó chúng ta sẽ chứng minh tứ giác ABCD nó chính là hình thoi. Thì chúng ta thấy ngay là khi lấy đối xứng như thế thì OA sẽ bằng OC này, OB sẽ bằng OD. Chứng tỏ rằng tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vì vậy nó sẽ là hình hình hành. Từ việc lấy đối xứng điểm C qua O này thì chúng ta sẽ thấy là OA bằng với OC. Còn dưới này thì chúng ta suy ra được OB bằng OD. Suy ra ABCD là hình hình hành vì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hơn nữa, chúng ta lại có hình bình hành này này, có hai đường chéo cắt nhau tạo thành một góc vuông, góc AOB bằng 90 độ này. Chúng ta vừa chứng minh được nó vuông rồi. Tức là hơn nữa này, góc AOB vuông, tức là AC vuông góc với BD. Hình bình hành lại có hai đường chéo vuông góc thì nó phải là hình thoi. Như vậy ABCD là hình thoi, chứng tỏ O là giao của hai đường chéo hình thoi. Suy ra O là giao của hai đường chéo. Hình thoi. Và đây chính là điều phải chứng minh. Chúng ta đã chứng minh được hai phần nhé. Phần thứ nhất, đấy là chúng ta đi chứng minh nếu như O là giao của hai đường chéo thì O thuộc đường tròn đường kính AB. Và phần thứ hai là phần đạo này. Chúng ta giả sử O thuộc đường tròn đường kính AB thì O phải là giao của hai đường chéo của hình thoi. Như vậy chúng ta kết luận, vậy thì quỹ tích điểm O sẽ chính là đường tròn đường kính AB. Và sau đây sẽ là bài tập thứ ba. Cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A, BC cố định, gọi Y là giao của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích của điểm Y khi điểm A thay đổi. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Chúng ta sẽ vẽ một tam giác ABC là tam giác vuông tại A.
là giao của ba đường phân giác trong. Như vậy cô sẽ vẽ đường phân giác góc C này. Đường phân giác góc B. Và đường phân giác góc A. Ba đường phân giác này cắt nhau tại điểm Y. Và người ta hỏi rằng tìm quỹ tích điểm Y khi điểm A thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ dự đoán nhé. Bước đầu tiên chúng ta đi dự đoán này. Chúng ta thấy tam giác ABC có BC là cạnh cố định. Như vậy có khả năng là điểm Y của chúng ta sẽ thuộc vào một cái cung tròn nào đó mà nhìn BC một góc không đổi. Tức là chúng ta phải đi xem là góc BIC của chúng ta bằng bao nhiêu độ. Thì khả năng là điểm Y sẽ thuộc vào cung tròn và chứa cái góc đó. Bây giờ cô sẽ đi chứng minh nhé. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là BI là phân giác này, CI cũng là phân giác này. Đấy. Thì tam giác ABC là tam giác vuông. Dẫn đến tổng của góc B và góc C bằng 90 độ. Thì khi đó tổng của một nửa góc B và một nửa của góc C sẽ bằng 90 độ trên 2 và bằng 45 độ. Vậy thì tam giác BIC của chúng ta có tổng góc B nhỏ và góc C nhỏ bằng 45 độ rồi. Thì dẫn đến góc Y này của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu độ nhỉ? Nó sẽ bằng 180 độ trừ đi 45 độ và bằng 135 độ. Đấy. Bằng một vài phép tính đơn giản các bạn tính được ngay. Góc BIC luôn luôn bằng 135 độ. Như vậy chúng ta dự đoán ngay rằng điểm Y của chúng ta sẽ thuộc vào cung tròn chứa cung tròn nhìn góc 135 độ và dựng bởi đoạn BC. Nó chính là cung chứa góc 135 độ. Bây giờ chúng ta cần đi chứng minh. Chứng minh thì chúng ta lại phải chứng minh hai chiều. Chiều thứ nhất là chiều thuận. Chiều thuận tức là chúng ta đi chứng minh Y là giao của ba đường phân giác thì Y sẽ thuộc vào cung tròn chứa góc 135 độ dựng bởi cạnh BC. Chiều thuận này. Chiều này thì ta đã có Y là giao của ba đường phân giác rồi. Có Y là giao của ba đường phân giác trong. Và ta cần chứng minh Y thuộc cung tròn chứa góc 135 độ và dựng bởi cạnh BC. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng thứ nhất BI là phân giác của góc B nên góc B1 sẽ bằng góc B2. Thứ hai, CI lại là phân giác của góc C nên chúng ta có C1 sẽ bằng C2. Ta có này. B1 bằng B2 và bằng một nửa của góc B. Tương tự C1 cũng bằng C2 và bằng một nửa của góc C. Khi đó chúng ta sẽ cố gắng đi tính tổng của B2 và C2. Ta có B2 cộng C2 thì nó sẽ bằng 1 phần 2 một nửa của góc B cộng góc C. Mà góc B cộng góc C, góc B lớn cộng góc C lớn này thì nó sẽ bằng 180 độ trừ góc A bằng 1 phần 2 của 180 độ trừ góc A. Góc A của chúng ta là góc vuông thì nó bằng 90 độ. Như vậy chúng ta có 180 độ trừ 90 độ là bằng 90 độ này. 1 phần 2 của 90 độ là bằng 45 độ. Chứng tỏ góc B2 cộng C2 bằng 45 độ rồi. Bây giờ chúng ta xét tam giác BIC để tính góc Y. Tam giác BIC có góc BIC sẽ bằng 180 độ trừ đi tổng của góc B2 cộng góc C2.
và bằng 180 độ trừ đi 45 độ bằng 135 độ. Như vậy chúng ta có hai điều như sau. Thứ nhất, góc BIC bằng 135 độ. Và thứ hai, cạnh BC lại là cạnh cố định. Mà BC cố định. Thì theo lý thuyết của chúng ta này, chúng ta có một cạnh cố định và một góc không đổi. Thì suy ra điểm Y của chúng ta sẽ nằm trên cung chứa góc 135 độ dựng bởi cạnh BC. Suy ra Y thuộc vào cung chứa góc 135 độ. Dựng bởi cạnh BC. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong chiều thuận rồi. Tiếp theo đến chiều nghịch, tức là chiều đảo. Chiều đảo thì chúng ta phải chứng minh là khi Y thuộc vào cung chứa góc 135 độ thì Y phải là giao của tam giác, giao ba đường phân giác trong tam giác ABC, một tam giác vuông ABC. Để chúng ta sẽ đi chứng minh chiều đảo này. Chiều đảo, giả sử Y thuộc vào cung chứa góc 135 độ. Dựng bởi BC. Khi đó thì hình vẽ của chúng ta sẽ như sau. Chúng ta có đoạn thẳng BC này. Và dựng được một cung chứa góc 135 độ như thế này. Điểm Y nằm trên cung này. Tức là bao giờ góc BIC cũng bằng 135 độ. Hình vẽ của chúng ta như thế này và chúng ta cần chỉ ra rằng Y sẽ là giao của ba đường phân giác của tam giác vuông ABC. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể dựng được điểm A đây? Thì chúng ta sẽ vẽ một tia BX. Vẽ tia BX sao cho BI là phân giác của góc CBX. Đây là tia BX này. Sao cho BI là phân giác của góc CBX. Tương tự thì chúng ta cũng vẽ một tia CI. Sao cho CI là phân giác của tia BCI. Đây là tia CI. Chúng ta gọi A là giao điểm của BX và CI. Đây là điểm A. Và các bạn cần chứng minh góc A của chúng ta là góc vuông. Thì khi đó tam giác ABC sẽ là tam giác vuông và có Y là giao của ba đường phân giác. Chúng ta sẽ chứng minh như sau này. Trước hết cô dựng hình đấy nhá. Trước hết là chúng ta đi vẽ các bước dựng hình. Đầu tiên là dựng tia BX sao cho BI là phân giác của góc CBX. Tiếp theo chúng ta dựng tia CI sao cho tia CI
là phân ra của góc BCI. Gọi A là giao của BX và CI. Khi đó thì chúng ta thấy ngay Y chính là giao của các đường phân giác rồi. Y là giao của phân giác BI này, là phân giao của phân giác CI, nên nó sẽ là giao của ba đường phân giác trong tam giác ABC. Nhưng quan trọng là tam giác ABC phải là tam giác vuông thì nó mới thỏa mãn yêu cầu đề bài. Như vậy chúng ta sẽ đi chứng minh tam giác ABC vuông bằng cách là tính góc A. Ta có góc A của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ đi tổng của góc B cộng góc C. Bây giờ cô ký hiệu cho họ dễ đặt này, dễ gọi này. 1, 2, 1, 2. Tổng của góc B cộng góc C. Góc B thì sẽ bằng 2 lần góc B2. Góc C cũng sẽ bằng 2 lần của góc C2. Bằng 180 độ trừ đi 2 lần góc B2 cộng góc C2. Mặt khác thì góc B2 cộng góc C2 này, tổng của hai góc này sẽ bằng 180 độ trừ đi góc 135 độ. Bằng 180 độ trừ 2 lần, mở ngoặc, tổng của B2 cộng C2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc 135 độ này, tức là trừ đi góc BIC. Thay số này, 180 độ trừ 2 nhân mở ngoặc 180 độ trừ 135 độ. Và nó bằng 180 độ trừ này, 180 trừ 135 là bằng 45 độ, 2 nhân 45 độ là 90 độ. Như vậy 180 độ trừ 90 độ bằng 90 độ. Và do đó góc A là góc vuông. Suy ra tam giác ABC vuông tại A. Và như vậy là chúng ta đã chứng minh xong được chiều đạo. Do đó các bạn kết luận. Vậy quỹ tích của điểm Y là cung chứa góc 135 độ dựng bởi cạnh BC. Quỹ tích Y là cung chứa góc 135 độ dựng bởi cạnh BC. Và đây chính là lời giải cho bài toán này. Bài tập này cũng chính là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.